Và để đáp tình cảm đó, tôi nghĩ đến lúc trích đoàn nổi tiếng mà chính kịch bản này đã gắn liền với tên tuổi Thanh Tuấn suốt thời gian dài trong làm nghề đi hát của Thanh Tuấn. Kịch bản đó được mang tên Người Tình Trên Chiến Trận trong bài A Khắc Chu Sa. A Khắc Thiên Kiều, anh muốn nói là anh đã yêu em. Hả? Yêu em? Yêu em ruột của anh? Trời ơi chú Sa, yêu em ruột anh điên rồi phải không? Anh điên rồi phải không? Phải. Anh điên vì mười mấy năm qua muốn nói yêu em mà chưa một lần dám nói. Để hôm nay không còn gì nữa cả khi em dậm chân lên bôi xóa mồ thiên đường. Giấc mơ xưa chỉ còn lại đông trò tàn. Anh không biết làm sao hơn nên chỉ cầu mong cho mình được chết một mình. Trời bao vô tướng kêu hồn đã từng ngang dọc mà đến giờ này phải khổ lấy đi yêu. Tiếng kêu ơi anh nói ra đây vì nỗi niềm thầm kín rồi thiên thố anh cắm đứng là nghe lời. Bây giờ nghe tiếng đàn guitar của nhạc sĩ Thanh Liêm, tiếng đàn kim của nhạc sĩ Văn Khiêm. Tiếng kêu ơi, mười bảy năm qua cha già anh đã giấu che em một sự thật. Em với anh không cùng chung máu huyết, giờ tên thật của em không phải là Khắc Thiên Kiều. Em là đứa con nuôi mà cha thương mến yêu nhiều. 17 năm qua cha yêu em đến sông Hoàng Hà sông dậy, gần gũi bao ngày anh ôm ấp một tình yêu. Em vô tình anh đau khổ biết bao nhiêu, anh buồn gào to lên rằng anh yêu em tha thiết. Vì giữa chúng ta không cùng trong máu huyết, từ thuở sơ sanh đã khác biệt cõi buồn. Cảm ơn. Cảm ơn.